Dạ đây anh. Máy cài mới về hả? Em mới về ngày hôm qua kia chứ mà không mới ráp vô nè. Mới ráp xong hả? Ủa tại sao phải ráp vô? Vô công nó tháo bánh tháo đồ ra hết. Đầu nó tháo ra luôn á. Phải không? Ê đầu nào tháo ra? Bên Nhật. Không cái đầu nào tháo? Cái đầu cậu hả? Cái đầu nào đừng nói đầu này tháo nha. Không, cái cầu nè, tháo nguyên cầu dưới ra nè. Phải không, cái này tháo chưa? Không anh bao. Cái nắp này tháo chưa? Chưa anh nghĩ. Bếp tháo chưa? Chưa đụng gì hết. Không có dấu ta? Chưa đụng gì tới anh ơi. À, có dấu. Em mới về đây rửa đây. À, người ta mua thì gọi số điện thoại máy 0938 432859 chứ tại sao em nói 59 đuôi nha, họ có biết cái số nào đâu. Để số điện thoại em lên thôi. 0938 432859 đọc luôn cho người ta dễ nhớ. Ở chiếc này bán khoảng 200 triệu không? Ở trăm mấy rồi, 120 đổ về. 120 đổ về hả? À. Này bao nhiêu mã lực? 30 mã lực hai cầu. Cầu lớn, đùi lớn. Ủa sao có nhiều con nó đề SD 3000 mã lực nó lại lớn hơn ta? 30-40 anh. Hả? 30-40 thì 1 mô. À vậy hả? Thì ra vậy. 30-40 là nó cái ngựa lớn hơn là do cục bô đúng không? À, đây SD nè. 30 BS 2007 R Tour. Ai móc không hơi hám vậy đó. Bao không hơi hám. Cái đời này nó lâu lắm rồi mà sao nó còn rin hết rồi ta? Cổ bô nó qua còn nó còn đẹp lắm, nhưng đẹp em nó gãy ốc á. À. Em mới đốt lấy ra mới cháy vậy đó. À đốt lấy ra hả? Thờ vô đá mới lấy ra ốc gãy ra được. Thờ bằng bình ga hay vô đá? Em vô đá nó hờ mới lấy ốc gãy ra. À, đá ốc gãy đây hả? Dạ. À. Ốc mà mình mà hơ lên cái là bị miếng nước vô xét liền ha. Mà sao anh thấy người ta lại thích xài cái thứ mà cái thứ trợ lực bằng cái ti này ta? Nhiều người thích xài bót, nhiều người thích xài ti, mà thấy xài ti không xài ti là nó ngon, nó bền hơn là xài bót. Đúng rồi. À. Xài ti là nó lại ấy, cái bộ ti này giờ mình mà mình làm cũng hết mười mấy 20 triệu vậy chứ. Đúng rồi, như địa đứng bán 15-16 triệu. À. Cầu lớn luôn nha. Cầu 4000 hả? Dạ, cầu lớn. À. Còn 4000. Vỏ đẹp dữ ta. Vỏ đầu nó dịch nó bị két cái rồi. À. Két mẹ nó cái rồi. Rồi sao? Em mua cặp vỏ mới nè. Sao em mua một cái thôi mua một cặp? Một cái là lỗi chổi. À nó so le à. Vỏ nó chê đuôi rồi, két mẹ nó hết cái vỏ cả. Vậy mình bán mình có cho nó rẻ đi mình lỗ cặp vỏ không? Thì bây giờ mới chịu anh chứ thay cái này cái kia vô nó chổi không có ấy được. À. Giá thị trường thì không dám lên đúng không? Cứ theo cái giá thị trường mà bán rẻ hơn thôi chứ đâu bao giờ mắc hơn được. Còn trả giá đâu nữa. Ờ. Đúng công nhận rin thiệt em ơi. Nãy giờ anh coi thử anh thấy có rin không mà công nhận rin thiệt mấy cái này đồ chưa đụng chạm gì ha. Mọi thứ ha. Khoan. Ủa sao này mới gì em? Để em nói rõ ràng. Không ý là cái này sao mới vậy? Không để em nói cái này á. Nó về á. Nó bứt cái chân này nè. À. Nó bứt hai chân này. À. Rồi phải đi hàng lại. À. Hàng chì lại hàng cái nó cháy. À. Nó cháy em thấy mùa xuân đem xịt lại cho nó sao nó lòi cái đồng ra kỳ quá. À. Sao nó vậy? À. Em nói gì bứt cái chân này nè. À. Máy ngon á. Máy không hơi hám đâu, ngon ấy tuyệt vời lắm. Ngon á. Ok á. Coi chạy được nhiều giờ chưa? 2754 giờ. Rồi, có gì tháo, chủ yếu mình coi có gì tháo không nè. Không thấy tháo. Không thấy tháo. Cầu đùi chưa tháo luôn hả? Coi cho kỹ á. À, coi cho kỹ đây. Ủa sau này có cao su đây ta? À từ bên Nhật cái nào cũng có. Chiếc nào cũng có. Đầu rin của nó. Không đụng chạm ha, đúng không? Không đụng chạm ha. Ôi giời. Rin của nó vẫn còn. Đây em có thể đè máy lên được không? Đèn đâu còn. Bô còn. Zin theo xe.
Một phát một vậy hả? Một phát nhẹ nhàng, anh chưa kịp bấm đã nổ rồi. Chưa kịp bấm camera nổ rồi. Ôi, coi chừng, bình ác quy. Có dạo không vòng không? Có chạy dạo không vòng không? Hay để đây? Khỏi à? Thôi được. Máy hơi đều quá ha. Ha. Nổ tiếng nghe đã thiệt. Tiếng nó giọng hơi á, nghe đã ha. Cái đời FD này á, đã này tiếng nghe máy nào mà hơi mà giọng lớn là ok. Ui. Rồi xong luôn. Ôi con này không có khói luôn. Bô không khói luôn. Quá đã. Rồi tắt máy đi, được rồi đó. Vậy là được rồi. Rồi tắt đi. Đây, ở đây. Rồi được rồi. Hãy đi tháo bình đi, tháo bình đi. Chuẩn bị kết thúc rồi mà cũng nổ luôn nè. Mạnh ghê, nhạy ghê chưa nè. Nè ngó nè, chuẩn bị nè. Có tôi cuối cùng cũng nổ ghê đi. Quá ngon, ăn được đó, ngon quá đã. Rồi chưa tới 120 củ nha, anh em còn thương lượng được nha. Gọi 0938 432 859 gặp anh Phước. Hả? À, gì? Ok. Rồi, sẵn mình quay luôn chiếc này. Quay nhà cho tôi lên mạng cho đụng cái máy tắt hết á. Bán xe không? Dạ không, chú ơi chưa đi. Thôi đây một con chỉ có vài chục triệu thôi mà các bạn nhìn thấy đã đời con cóc chưa? Vài chục triệu, chưa tới 100 triệu là vài chục triệu gì nữa. Mà đã đời con cóc không? Chơi luôn. Xe rất là đẹp nha bạn nha, nước sơn rin nè, wow, bóng ngáo còn ngao luôn. À, gì vậy? Chưa bắt bình à? Bắt gì thảm vậy em? Không sao đâu, thảo đi không sao đâu, về mát đúng không? Mát có gì đâu lo. Gì vậy? Gì vậy? Xuống hoài vậy? Hả? À, kéo một cành tay này lên nè. Cái một tay này nè. Hả? Đó, tới đây là nó đứng lại. Ủa? Rồi, tới đây là nó đứng lại ngay đây nè. Rồi, khóa cò lại. Hả? Nó bị tuột cái này à. Nó khóa lại được mà. Nghe người ta giật lên, hình như giật lên khóa sao? Không sới.
khóa kia lại. Chạy không? Hả? Có chạy vòng không? Vài chục thôi các bạn. Rất là đẹp. TF1. Hai cầu hay một cầu vậy? Sai một cầu thôi. Đã không các bạn? Quá đẹp luôn. À, mày lãng mày. Sao mà không biết đường luôn. Lên một chút. Tắt đi, phải nằm trong đúng ô đàng hoàng nha. Tay lên. Rồi. Tay lái gật cù. Bước ra. Ất đu. Nó khóa trên kia kìa. Không phải, nó khóa đâu đây nè. Hình như khóa đây nè. Hình như khóa này nè. Bình thường là kéo cuốc. Đó, lúc anh kéo này lên là nó đứng về kéo đang tự nó bật lên. Đâu, xong thấy bật. Đó, bật lên, thiệt má. Thì biết rồi. Kéo bật lên. Ấy. Thắng đôi, vì sai. Đây, ga. Khóa bên. Giờ chỉnh lên xuống chậm. Sới, một cầu hai cầu quá trời ơi, cái thằng nó để hai cầu nó chạy, mình nghe tiếng hai cầu chạy đàng hoàng luôn rồi đó. Để một cầu thôi, đây số nhanh vừa chậm đó, hai yên ben ga 587 giờ. Hino Mo, chị Kim Tô, hai đèn, xi nhan, mọi thứ, bánh cực đẹp luôn, bao chê luôn, ở bao không chê, đó, bên trước bên sau nè, cực đẹp luôn nha. Đẹp luôn. Lót sàn nè. Rồi, rất là đẹp luôn anh em nha. Sới má, sới đồ này nọ. Sới Jin Hinomoto luôn, theo xe luôn. Bao xài luôn. Má sới còn rất là to luôn. Anh em vừa chạy đi sới à. Bên này ngồi bên kia chở bà xã ngồi bên nữa, có mái che đồ mát khỏi lo bà bị nắng bị đồ. Hai vợ chồng vừa ngồi trên xe vừa chạy vừa sới vừa uống trà nói chuyện, ok quá. Nắp nó còn mới tinh, chiếc này mới lắm các bạn nè, nước sơn rin hết luôn nha, không có một chút là lô đâu nha các bạn nha, rin hết từ A đến Z rồi. Có ra vài chục triệu anh em có được một chiếc tuyệt vời luôn, chở bà xã đi vào năm cơn. Sáu giờ về,
2243. Hai sáu bốn ba, hai sáu bốn ba, ba một một không, D 28 F 3243. Dòng này chạy đã lắm các bạn ơi, ngon lắm. D 4000 2510 4000 ODA L2006, chiếc này sổ rẻ nè, anh em nào có mua. S330 cũng sổ rẻ luôn. 2500 này cũng sổ rẻ, mấy con nằm trong này là sổ rẻ hết. Chiếc này đang ráp mới về. Con này là sổ cực rẻ luôn. 2350 có mấy chục thôi. 2650 một cầu mấy chục thôi, ba mấy triệu thôi, ba chục ba mấy triệu. Rồi D43F các bạn thấy bán trống xe luôn không? Bữa đầy đen luôn này, trống xe luôn không? Xe toàn xe tuyển đẹp không? D43F rồi SD2603 giảm giá tối đa luôn. Con này nữa một cầu nữa giảm giá tối đa luôn. D3000 rồi 2G265 giảm giá tối đa luôn, hai cầu. Đâu con này là coi như vừa bán vừa cho, bán chiếc xe tặng bộ gầu MT26 hai cầu, tay lái trợ lực cực đẹp luôn, vừa bán vừa cho, bán chiếc xe tặng bộ gầu. Rồi D330 xi bằng ra. Ôi đây con cũng sổ luôn nè. 2603 hả ta? Một cầu. D34F. Đúng rồi, con đã 2603. D34F nước sơn rin hết nha. Rồi 2603 bán sổ luôn. Rồi con này là cực sổ luôn nè. Vừa bán vừa cho. Bán chiếc xe tặng cái bình. Rồi có mui đồ, mui xin luôn, mui dày đã chưa, mui hai lớp, ngồi nó mát như máy lạnh đó. À, rất đẹp, vừa bán vừa cho mấy chục triệu thôi. Bán xe tặng cái bình. Rồi một con Sibora 270 Landrider. Đây con này cũng sổ luôn, mấy con sổ hết nha. Mấy Mitsu nè, mấy con này sổ luôn nè. MT25 nè. À, F2 zin từ A đến Z luôn bạn nha. Con này mua một tặng một nha. Bán chiếc xe tặng cái bình. Úp úp úp. Con này mua một tặng một đúng không? Bán chiếc xe tặng cái bình đúng không? Đúng không? Okay. Tặng bình miễn phí. Gì nữa? Sổ mà bán sổ mà. Rồi. À, đây là chương trình khuyến mãi mua một tặng một. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ alo ha, qua số điện thoại là 0938432859. Rồi mến chào các bạn, gặp ông chủ.